Hello everybody, welcome to Health Birthday. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Birthday. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Tầm Long 3D ha anh em. Một con game khá hot trong thời gian gần đây ha. Thể loại khám phá khảo cổ phiêu lưu ký đoàn đội các kiểu nha anh em. Đó, phiên bản game mà chúng ta chả cần phải nạp VIP. Đó, vô thì chạy nhiệm vụ này nọ sẽ được full VIP luôn ha. Đó, đó vô thì thể loại khảo cổ hả. Ok man, gơi đồ đó đó. Ba đánh là phải vậy hả, tay dài đồ hả, kiếm chọt chọt đồ cái kiểu. Rồi xong hết hồn tưởng nó bấm không được nâng cấp chứ. Đậu phụ nữa, cấp bậc 7. Ok, báo cáo chỉ đạo gì nè. Đó, lên quý tộc 1 ha. Này, game này xoay quanh cái việc là chúng ta chạy nhiệm vụ tân thủ, rồi sau đó chúng ta chạy nhiệm vụ quý tộc để mà lên quý tộc cũng như là lên VIP hơn em. À, và hình như thấy không lầm, hình như là game này chúng ta có thể bài bán trang bị đồ này nọ để mà có kim nguyên bảo nữa nha anh em. Có cái phần như là đấu giá gì chợ đồ này nọ nữa ha, có hết trong này luôn. Đây là con này là chuẩn cài cốt luôn á, heo heo được thấy là nó là chuẩn cài cốt á. Ta có thể mấy trang bị của nó là chúng ta như quần áo nè, lên level là chúng ta có thay đổi đồ luôn á. Đó, áo đồ này nọ mặc vô là thay đổi luôn. Ok, hiện tại thì nó chưa có đổi và thay. Hộp gì đây, đó dây đai đồ, thấy không, con nhỏ khảo cổ không, làm biết này, nhìn vô là biết liền, game này khảo cổ học liền. Đó, đi này giống như là đang ở trong mấy cái lăng mộ, mấy cái mật thất đồ mà. Ủa mà con game này nhìn rất giống Tầm Long Quyết của cái gì VTC luôn, nhưng mà của VTC là màn hình ngang mà ta, còn này là màn hình đứng. Trời, y chang luôn. Đó là heo không biết là cái bản này là cái gốc của nó là game gì. Nhân vật là của Tầm Long Quyết của VTC á, nhưng mà cũng kia là màn hình ngang mà ta. Bây giờ heo vẫn chưa biết là game này gốc của nó là gì luôn. Ok, đó, đây là nhiệm vụ VIP nè hả. Anh em làm cứ thế làm lên. Đây là đâu rồi, đây nhân vật nè, chúng ta có 8 gì, chúng ta có 5 slot là một team. Đó, lên quý tộc 4 mở ra một slot, quý tộc 7, quý tộc 10 và 12, cứ thế thì chúng ta sẽ mở được 5 slot cho game này hả. Game này khá là đơn giản, chơi bời gì rất là đơn giản luôn. Đó, rồi chúng ta đến với thông tin server hả. Rồi hiện tại thì để nó trong này cho nó đánh bó bản ai ship ha. Đấy, dễ lắm. Đó, lên level rất là nhanh luôn, kệ nó đi. Đây, Tầm Long 3D chính thức khai mở S4 vào 19 giờ ngày 20 tháng 5 2022. Trang chủ nè ha, tải game nè, iOS luôn này nha anh em. Đó, iOS và Android luôn nha. Phiên bản lên VIP khi làm nhiệm vụ VIP mà không cần phải nạp VIP. Ừ, thấy ông nè, ghi rõ ràng nè, phiên bản lên VIP khi làm nhiệm vụ VIP mà không cần nạp VIP vẫn lên VIP. Cho dù các bạn không nạp VIP nhưng khi làm nhiệm vụ VIP thì các bạn vẫn được lên VIP. Đó, ừ. Rồi, có tân hữu kim nguyên bảo khóa nhân 200.000 túi ngân tệ 20, đá cường quá 200, rương phù văn nhân 60, đá lửa nhân
200, trứng vàng 200, đá rèn luyện 100, cường hóa tế bào 100, vải sơ cấp 100, đá kim cương sơ 100, đá tầm long sơ 100 và rất nhiều quà VIP khi nhập VIP code nữa. Đây, link nhập code, đó, link group Zalo, sự kiện loan tin open server, like share comment nhận code like share phần hưởng, đá lửa nhân 200, kết tinh sử hy nhân 400, văn sắc sử hy nhân 200, vải sơ cấp nhân 200, bí dược tế bào nhân 100, đá rèn luyện 60, đá răng vàng nhân 200. Mỗi ngày đăng nhập nhận phúc lợi, online nhận hưởng, 7 ngày đăng nhập nhận vật phẩm hấp dẫn, thời trang, quyền lợi của VIP được săn bót ra đồ thực phẩm, đảm bảo kỳ diệu, lĩnh vật phẩm trang bị ha. Nạp ATM Momo tặng thêm 30%, quà khủng dành cho anh em tâm huyết. Đó, có code quà mỗi ngày luôn nè. Đó, điểm danh fan cứng nhận quà hả? Phần quà cho anh em lên fan cứng 50.000 kim nguyên bảo không khóa. Phần quà cho anh em điểm danh nhận code mỗi ngày là 6.000 kim nguyên bảo không khóa nha. Like share hả tim gì nè. Đó. Ok, comment đồ này nọ nữa nè. Đua top, top 1 500.000 kim nguyên bảo không khóa, 2 cây vũ khí bậc 12 năm sao VIP, 5 trang bị bậc 8 tự chọn, bảo hạch công kích level 10, bảo cạch HP level 10 ha. Ok. Bây giờ phải đi kiếm code cái đã. Rồi, code thì heo cũng đã nhập hết 3 code tân hữu ha. Đây chúng ta có quà nè. Đó, 1 túi quà, 2 túi quà. Đó, đây mở lại bao tân hữu nè. Vật phẩm sai lầm gì đó, ai biết đâu. Hay là mình tại mình nhận nhiều quá ta. Chịch mạ chưa. À đây, dùng nè. Đó, ok ok, 200.000 kim nguyên bảo. Ở đây 220, ủa sao nó ghi có 20.000 vậy ta. Đây, dùng tiếp. Rồi dùng nữa. Rồi đây vũ khí ngoại trang nè, tùy nó. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được rìu, ở đây chúng ta nhận được đao hả. Ở nhận cái đao có bộ ngon hơn ạ. Ok ok. Mở ra. Rồi ở đây gì rương vàng gì nè, đó. Ok, ủa đâu ra được 1000 kim nguyên bảo không khóa vậy ta. Oh man, đây ngoại trang nè, đó. Thấy không, thấy không? Nào, kích hoạt luôn. Quá thơm, quá thơm. Hồi nãy nè. Rồi kiếm, kiếm không à. Ủa còn cái rìu đó ta. Hồi nãy nhớ, đây 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 đây. Hồi nãy nếu chúng ta chọn cái kia thì chúng ta sẽ cầm cái rìu nè ha. Đồ cái rìu này cũng ngon ăn chứ bộ. Đó, kiếm ánh sáng. Đâu cầm cái gì đây, con mực hả. Con mực bóp kêu kêu tít 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 nè. Con mực bóp kêu kêu vậy nè. Đó, đồ long đao, ỷ hiền kiếm đồ ha. Đó, đây là tra cái gì, thời trang này. Thời trang linh cứu quả đồ. Đó, đi biển bể bơi rồi người ngoài hành tinh rồi bộ sa mạc đồ ha, đầy đủ. Thì phúc lợi hả. Thì điểm danh, điểm danh 22.000 nhận được vật phẩm gì nè. Đó, đá kim nguyên bảo không khóa đồ. Ủa gì vậy? Ok ok rồi, chết mã giờ làm sao quay ra. Tù luôn. Hên quá, thời gian sau nó tự dăng ra anh em. Ủa mà còn cái gì đây nữa nè, thụ hưởng gì đây. À nhận được ngân tệ, ngân tệ. Ok. Bitcoin nhập ngoài nha, không có nhập trong này ha. Lễ bao phúc lợi gì đây, đi xem. À đây nhận. Ủa
nó để cái dấu chấm mà sau đây kiếm không thấy cái nào để nhận ta. Ok, bắt làm nhiệm vụ gì đó. Này, hương hành, kim nguyên bảo khóa nè. Đây có hay xếp phó bản, rồi tinh anh thiên lan gì nè. Đó, trang bị vật phẩm, rồi phi phong hả? Một phẩm phi phong trang bị ngẫu nhiên nè. Thôi mua thử rồi. Thông dụng hả? Thông dụng con này để làm gì ta? À con bé, con bé. Lên level cao thì chúng ta chắc cũng sẽ cần một con để nó đi gom A-Sep. Mua luôn. Phòng thí nghiệm hả? Danh vọng. Đây nạp tiền nè anh em. Đó. Đây kỹ năng. Shop tiên ngọc hả? Shop này chúng ta méo có tiền mua. Không biết tại sao. Ok, gắn con bé vô. Gì đây? Ủa, cái đó mặc được không ta? Trang bị nhân vật chưa được kích hoạt hả? Ok, rồi, trang bị vô rồi. Cái gì? Mặt có cánh tay gì thôi đó hả? Đậu xanh 56 đồ mới mở. Ủa làm sao bỏ bớt cái này ta? Wow, nạp chúng ta được một đống đồ luôn hả? Ngon gì vậy? Đậu xanh, nhưng mà cái chỗ hồi nãy... đi phó bản là cái chỗ nào ta? Mấy giờ không nhớ cái chỗ nào hồi nãy chúng ta đi luôn. Tính đi lên lên phó bản tiếp. À đây nè. Phó bản ai xếp vô. À, ngon lành liền. Ồ, chúng ta triệu hồi được hai thằng lính nè anh em. Hai cốt vệ sĩ nữa hả? Đồ. Ồ, có kỹ năng này luôn hả ta? À, đây nè, hai cốt vệ sĩ được hai con. Eo. Ok, ngon. Nhận thưởng liền. Ồ, thu hoạch được kim tệ. Bao nhiêu thì chúng ta học được cái này ta? Cấp 85 là chúng ta học được cái này. Hổ bí anh hồn hả? Ngon gì vậy? Đó. Ồ, hai con hộ vệ này đánh hôm ghê anh em. Đánh nãy giờ luôn á. Nào, còn 15 giây nữa gán cho ta lên level cao coi mấy đứa. Tôi có level 70 vậy. Giờ có hít khách đâu xuống nữa vậy? À không, hỗ trợ. Trời ơi, còn có 1-2 giây nữa nó mới ra hỗ trợ. Đậu xanh. Bực bội ghê chưa. 2 phút nữa chúng ta được đánh tiếp phó bản này hả? Ok. Đó, lên hẳn 80 rồi kìa. Đó, cứ vậy chúng ta chơi hả? Và làm nhiệm vụ. Nè đây. Đó, chúng ta mở hết ra thì nó ra như vậy hả? Đó. Mà chưa đủ tập. Rồi, ok, anh em nào có chơi thì tải về. Con game này hiện cũng đang rất là hot và đang rất là ngon nữa. Anh em nào có chơi thì tải về. Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Ok, rồi nhắc lại thông tin server. Chúng ta có tầm long 3D Open server 4 vào lúc 19h ngày 20 tháng 5 nha anh em. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.